Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu tích phân này như sau. Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp tích phân từng phần. Thì chúng ta sẽ đặt là u bằng 2x trừ 1. Sau đó chúng ta đạo hàm cục này đi thì chúng ta có du bằng 2dx. Dv đó chính là cos x dx. Nguyên hàm cái cục này đi thì chúng ta có v bằng sin x. Như vậy chúng ta sẽ đặt y sẽ bằng cái cục này. Và chúng ta sẽ có y sẽ bằng u nhân với lại v. Có cận từ 0 cho đến pi chia 2. Sau đó chúng ta sẽ có dấu trừ. Chúng ta sẽ có tích phân từ 0 cho đến pi chia 2. Thì chúng ta sẽ có du nhân v là 2 sin x dx. Như vậy, chúng ta biết rằng nguyên hàm của trừ sin x dx đó chính là cộng cos x. Như vậy chúng ta sẽ đẩy cận pi chia 2 và số 0 vào đây. Và số 0 vào đây. Đẩy cái pi chia 2 vào đây. Như vậy sin pi chia 2 là số 1. Còn sin 0 là số 0. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có là pi trừ cho 1. Còn đây là cos pi chia 2 là số 0. Như vậy trừ 2 cos 0 ở đây sẽ là trừ 2. Và đây là đáp án. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.